100 ký luôn rồi. Trời ơi. Bất ngờ cụ nói là vô cụ mua 100 ký kìa. Nhiều quá cho qua được. Bữa nay ngày gì mà chắc theo quay nhiều dữ ta? Cái mùng 10. Ủa vậy hả? Trời ơi. Dạ bữa nay ngày mùng 10 nha ông bà cô chú. Mùng 10 ngày vía thằng Tài. Thằng tháng. Hai ổ bỏ vô bịch giùm chị Thảo. Hai ổ. Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em trong buổi sáng hôm nay. Hôm nay là ngày vía thần tài nha quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Thì ngày 10 âm lịch hàng tháng thì em đang ở lấy nửa ký gì đâu chẳng nhỏ giờ. Tập tiến phần của thứ quần 4, quần 6 à, rồi bà cô chú anh chị và các bạn nửa ký gì đâu chặt nhỏ giờ chặt theo quay nha chặt nhỏ chia ra hai hộp hả? Bà giới thiệu thường xuyên nha chứ không mọi người không có biết đâu nha chị Tâm. Bánh uống rồi chứ em mới nói cái gì hết á. Bánh uống. Bánh ký. Bánh ký hả? Trời. Cũng bà đầu mở ha. Nhiêu vậy? 160. Có bán 2 bánh nữa. Số tiếng là 1 bánh. 1 bánh. 1 bánh. 2 bánh. 2 bánh. 2 bánh. 2 Đóng rồi. Núi.
giò heo 120, móng heo trăm, giò heo là 150, móng heo 120. Tá xíu 300, sườn 300. Em ba lát ba gọi với chị. Cho em 150 ba gọi luôn. Chặt hay để nguyên trăm rưỡi luôn chơi. Dạ 150 luôn. Chặt hay để nguyên vậy anh ơi. Chặt luôn, chặt luôn. Chặt. Chị hai ổ bị 15 của anh 150 con anh. Đúng rồi, đúng rồi. Chỉnh nó mất thai á, tối quay xong rồi tối về con nó rung quá trời luôn kìa, kỳ lạ ta. À, chỉnh lại hàng chi mình cũng quay mà sao nó rung. Từ sáng bán được cái bánh là chi vậy Tâm? Bánh mấy cái à? Mấy cái đó hả? Cái ngòi kì quá. Chút lấy em cặp nha. Chắc là một miếng mà gọi 100 ngàn đi, cặp có trứng muối nha. Có trứng muối đàng hoàng. Có cái nào không có trứng muối không? Để quyền chứ không thôi khỏi. 4 mổ qua 15 mổ, 3 mổ đi. 1 mổ là mổ chỉ chặt nước thôi. Còn bảo không dưa đây. Đúng rồi. Không dưa hành gì hết. Không dưa mà. Cắt này thì em giám sát nha. Có cái góc bên này nè chị. Để lên coi đi, để lên coi. Để thôi đúng không? Ê, một ổ không dư nè. Rồi, để 300 nữa, để nguyên. Rồi, cho hai ổ thì 15 luôn. 100 ngàn, 103. Cái này 300 gram để nguyên, chứ nửa ký để nguyên làm sao. Đây, một ổ không dư rồi đây. Để qua đây. 103 của chị chị ơi. Rồi, cái nửa ký để nguyên nữa. Bố bỏ quá. Chặt chặt sao. Tâm bên này là hỗ trợ là một bài nha các bạn. 103 là 307 nha.
Thảo đâu rồi? Về làm công việc anh ơi. À, mới nãy thấy Thảo đang quay lại mất tiêu. Là cơ bà ơi. Mới vừa coi của coi xong lần cái là bắt đầu quay lại với nhén liền. Hôm qua mình nhắn chửi này. Qua nói cái gì đấy cái sao? Đó. Này hôm qua mới, hôm qua đâu có biết đâu, ngồi với cơ quan á nhưng mà tự nhiên nhắn. À. Đâu cho em coi bữa lâu đây. Anh này nói. Coi tin nhắn, coi tin nhắn anh. Đang coi tin nhắn. Dạ, mười lăm mới nói không? Ngay nhà tin trực tiếp rồi. Lâu đi hả? Có cái chùm màu đây này. Sao của hôm qua tôi về xe máy tôi có mà sao có? Đây màu đây sao lại mất cái này rồi? Cái không biết nó lên cái này màu này rồi. Cái hôm qua chỉnh cái chế độ mà tự động á, nó mất hay nó standard á. Nó rung. Tối quay mấy video về coi ủa sao bữa nay nó chóng mặt dữ vậy? Nó kêu kỳ lạ vậy. Cái máy này quay cái chế độ auto là bất chói quá hay không? Quay mục tiêu là chói đúng không? Bây giờ phải. Không phải. cái quay cái sầu riêng á, cái sầu riêng này nó khác, cái sầu riêng nó do cái hộp á nó chói lên á, xong đó cái màn hình mình nó không hút trời cuộc số luôn hả, con muối cái muối muối màu vàng nhắn nhẹm ta cùng một người ấy, cùng một người, đó để mình vô coi hay có nhắn mình không mà đâu biết hôm qua mấy anh chị nói gì vậy mà không biết đâu biết đâu. Cái số này ngày xưa điện chửi em luôn. Cái số này của anh bên Úc là bên chạy anh đó. Cái anh này đó. Trời ơi. Có anh fan hâm mộ của Lily á. Nên là có nhiều anh còn Bình nữa cơ. Bình thì sao? Có anh có nhiều anh còn nhắn cứ quay Lily nhiều vào. Biết sao anh không nhận được tin nhắn không? Anh chặn lâu rồi. À là cái hàng đó. Đó em kể đó. Anh là người được cảnh tệ. Hả? Ờ, biết rồi. Mà bữa nay Lily đi chơi TikTok là thay đổi rồi. Đó. Ê, TikTok lên ghê luôn không? Ờ, lên ghê hả? Nói từ từ là em chính chủ mà. Chia sẻ đi. Có, hôm qua anh có chia sẻ mà. Ủa, chia sẻ? Có mà. Nói trên này, đã quay đó, nói đi. Trời ơi. TikTok tên gì? Cô Ly. Cô Ly. Mới đang có ngày thôi mà được gần ngàn follow, kinh thiệt. À thế hả? Em chưa biết follow ở đâu á. Nè. Ý là follow làm đâu mà xem được. À, cô Ly á là thấy. Mình thực tế lắm, có gì nói đấy. Câu chuyện là nhiều lúc anh em quay rồi nói chuyện cho vui thôi chứ không có ý gì hết nha, không biết ông bà cô chú anh chị và các bạn, nhưng mà có một số cô chú cũng chắc khe quá cho ba dạ, đơn giản hay vui vẻ xíu đi dạ. Làm thế ít ngày anh em nói chuyện ở trong á Lily không dám trả lời nó chết. Có đợt anh như cái đó cũng có mà nó chưa mở mà. có mình chưa mở có đôi lúc kiểm tra không thấy là con cái đâu có không cắt nha chứ mình quay là quay thực tế làm sao cắt được anh
cái cô duyên quá. Chọc nó anh xuống anh đang mà sao cắt được. Đi đâu vậy? Hả? Đi ba. Đi ba mua đồ ăn. Sao cắt được anh xuống là anh đang anh thực tế ấy là xuống là anh úp liền à, anh úp video lên á, anh đâu cái cắt sánh gì đâu, nhưng mà dừng lại là mình cắt rồi. Dừng đâu được ừ. Hai chúng tôi trả lời được và cắt được không được. Bạn làm như vậy kỳ sao lười ngồi lâu lắm không có thời gian quay chương trình thực tế người ta, em thấy không, chương trình thực tế là người ta sẽ xem thực tế. Một video thôi đây, đang 4 video thành ra cũng có sửa. Có một kênh TV 08 thì nhiều, đưa tin 4 kênh kia. Thành ra không có sửa được, cứ đưa úp rồi úp. Được cái hay hoài để nguyền. Đính chính lại đi, tự đính chính đi. Đính chính gì, em có nói gì đâu, đính chính. Hồi nãy em lỡ lại. Nha, làm gì mấy mẫu không vừa đi. Chuẩn bị ông bà cô chú đi tìm cái câu đó nè nha. Tua lại nè. Ôi nãy Ly Ly nó nói gì ta. Không vừa có lấy ngọt không? Không vừa bỏ nè. Bây giờ có nói gì đây? Đừng có giỡn nữa, dễ bị liệu lắm á. Rồi thế. Lê Lê quê rồi. Này Long tự ép mình vào đây có nha, chứ không phải mọi người nói nghe. Hello bà chủ. Bà chủ nhà. Tại trước cửa cái nhà của bà chủ đi kêu bà chủ nhà. À, ông bà cô chú xem thử là Lily hồi nãy nói gì mà Lily kêu xóa nha. Nhắc lại hoài luôn cha. Để tua lại nha, để coi xem thử là câu nói gì. Ơi bà ngoại hiếu kỳ, trời ơi. Chào khỏe không ngoại? Nếu em mà nồi ngoại hiếu kỳ rồi mình nặng luôn nha các bạn. Em này bánh gì vậy? Dạ bánh nung, 100 gram bánh bánh tràng. Bán cho ngoại bà nội nạp cho cô 300 gram rồi, nay mua ít. Nay ở quận 3 hả? Quận 6 bà ngoại. À, quận 6 có, quận 3 có. Dạ. Để nguyên. Để nguyên hay chặt vậy bà? Để nguyên đi chợ. Để nguyên đi. Dạ để nguyên. Nhân sao? Có bánh mì không? Có hai ổ bánh mì luôn. Bánh mì không hả vậy con? Bánh mì thật á, bánh mì thật hai ổ. Rồi, chấm ba. Con bánh uống hộ con đi cô. Này bánh uống mùng 5 nè. Dạ, mùng 5 tháng 5 á. Rồi, chị Tâm sao rồi? Mới cái tháng 4 bạn mới nấu. Bây giờ mua mình ăn thử. Người ta bán bánh. Một con nữa. Thấy hay quá, chạy ra coi thử. Dạ đúng không à, bà? Thấy quay phim thấy mê quá, ăn thử đi ăn không đó. Dạ. Mà tao thấy ở nhà thấy nhiều lắm mà. Thấy vậy đó hả? Dạ. Không gì nữa, bán phê đi đấy. Không, tại bà ngoại coi trên TV á. 100, 130, 2 ổ mì là 130. Thấy nhiều. Dạ, 130 tổng cộng không hết là 70 đó bà. Cô đưa 200 mà. Dạ, đúng rồi. Bye bye ngoại nha. Bye bye. Dạ, chúc ngon miệng. Dạ. Đi đâu không biết, cái đi mua heo quay là bà ngoại cũng tự đi. Bây giờ bán cho nó ăn rồi. Chị Tâm cắt cho em cái xuống ăn sáng đi chị Tâm. Cắt liền vậy nha. À. Có cái lẻ vậy nha. Ừ. Nhà em á. Ừ. Đâu nhà nó có. Thiếu nha. Bao giờ có tiền trả nha. Nè lấy em cầm em chấm mẹ luôn đi. Đây. Có nhiều tiền đó ai cũng mua đó. Ủng hộ Tâm đó. Em bọc cảm. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn anh. Ủng hộ bánh nú của chị Tâm. Đi chơi góp ý kiến nha.
Cô chú anh chị và các bạn nha. Để nguyên hai chặt. Để nguyên hai chặt gì?